Các bạn đang nghe truyện đầu tư thiên mệnh tộc nhân thực lực của ta là toàn tộc tổng hòa trên kênh TV Audio CV. Chương 794, Thiên kiếm tổ sư an bài, 1. Chính vì hiểu rõ điểm này, hắn mới thành công buông lỏng. So với Ninh Chính Kỳ, phản ứng của nhiếp vô song lại bình thản hơn rất nhiều. Dù sao Khương Giao chính là yêu nghiệt mạnh nhất hắn từng gặp trong cuộc đời này, mình vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Người như vậy đừng nói là đặt ở thiên kiếm tông, chính là đặt ở bất kỳ một tông môn nào, chỉ cần cao tầng không mù, liền nhất định sẽ coi hắn là thiếu tông chủ bồi dưỡng, sợ đối phương cảm thấy đại ngộ không tốt chạy mất. Cho nên đối với quyết định của thiên kiếm tổ sư, hắn chỉ cảm thấy ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Nhiếp vô song lắc đầu, cũng học theo ninh chính kỳ chấp tay nói, chúc mừng tiểu sư thúc tổ đảm nhiệm hành tẩu tông ta, trong ánh mắt khương giao toát ra một chút tia sáng kỳ dị. Nàng tiến vào Thiên Kiếm Tông tiến tu đã mấy tháng, sớm không còn ngây thơ vô tri như lúc ban đầu, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa phía sau hai chữ hành tẩu. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ đảm nhiệm tân tông chủ Thiên Kiếm Tông, tâm tình vốn bình tĩnh bỗng nhiên rung động một trận. Bởi vì điều này có nghĩa là mình rốt cục có cơ hội báo đáp gia tộc, dâng ra một phần sức mọn cho gia tộc, nghĩ đến đây, nàng cũng không từ chối vị trí hành tẩu. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tổ sư, chắp tay nói: đa tạ sư tôn khương gia nguyện gánh vác phần trách nhiệm này. Nghe vậy, thiên kiếm tổ sư lộ vẻ hài lòng. Không nói trước vị đồ nhi nhà mình này tư chất đến tột cùng nghịch thiên đến cỡ nào, tương lai sẽ có thành tựu lớn đến cỡ nào. Chỉ nói riêng tộc trưởng khương gia phía sau cũng đủ để cho mình đặt cược, tranh thủ một tương lai vô cùng chói mắt của toàn bộ thiên kiếm tông. Mà hành động này cũng là đang lấy lòng tộc trưởng khương gia, gia tăng quan hệ giữa thiên kiếm tông cùng thương ngô khương gia, để hai nhà đều trở thành người một nhà. Sau đó thiên kiếm tổ sư nhìn về phía ninh chính kỳ. Đứa bé này là mình nhìn từ nhỏ lớn lên đấy. Tư chất tâm trí đều vượt xa người thường, chính là nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trong tông. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi thêm mấy năm nữa, sẽ đại biểu tông môn, trở thành hành tẩu. Nhưng đáng tiếc có Mỹ Ngọc phía trước, chỉ có thể làm khổ đối phương. Nhưng tư chất của đứa nhỏ này mặc dù không bằng Khương Giao, nhưng tâm tính rất tốt, nếu có cơ duyên, tương lai thành tựu một phen tạo hóa, cũng không phải không có khả năng, mắt thấy Ninh Chính Kỳ có thể nhanh như vậy bình phục tâm tình, Thiên Kiếm Tổ Sư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Kỳ Nhi." Nghe Tổ Sư gọi mình, Ninh Chính Kỳ vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Tổ sư." Thiên Kiếm Tổ Sư khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Mặc dù bây giờ định Lam hành tổ vi tông ta, nhưng bởi vì một lòng hướng kiếm, ở phương diện khác hơi có yếu kém, có nhiều chỗ thiếu sót, mong rằng ngày sau ngươi phụ tá nhiều hơn, trợ giúp một tay." Tiếng nói vừa phát ra, Ninh Chính Kỳ sửng sốt theo bản năng. Mặc dù tổ sư cũng không nói rõ, nhưng lấy sự thông tuệ của hắn, lại có thể nào không biết hàm nghĩa ẩn giấu trong lời nói, Khương Giao là tông chủ tương lai. Như vậy, được tổ sư khâm điểm, phụ tá đối phương, chỉ sợ trong tương lai cũng sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chẳng lẽ là, phó tông chủ, ánh mắt Ninh Chính Kỳ lóe lên, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều. Đúng vậy, thiên phú của tiểu sư thúc tổ mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế tồn tại thiếu sót cực lớn, cũng không thích hợp quản lý tông môn. Một khi chờ mình đảm nhiệm phó tông chủ, mặc dù danh nghĩa là phó, nhưng chỉ sợ kỳ thực là chính, tiểu sư thúc tổ thân là tông chủ đắm chìm trong thế giới kiếm đạo, không rảnh quản lý tông môn. Đại khái sẽ giống như vung tay trưởng quỷ, giao tất cả mọi chuyện cho mình làm. Mà điểm này, đối với hắn mà nói, cũng chính hợp ý của mình. Bởi vì điều này có nghĩa là, mình hoàn toàn có thể đại triển quyền cước, thỏa thích thi triển khát vọng trong lòng mình, nghĩ tới đây, trên mặt ninh chính kỳ không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Hắn nhìn về phía thiên kiếm tổ sư, chính kỳ đã minh bạch, từ nay về sau, ta tất không phụ kỳ vọng cao của tổ sư, nhất định dốc hết toàn lực phụ tá tiểu sư thúc tổ, thay hắn phân ưu, thiên kiếm tổ sư cười cười, đại thiện. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục yên lòng. Chiến lực cấp bậc có khương giao, phương diện quản lý có ninh chính kỳ tương lai của thiên kiếm tông có thể nói là một vùng đất bằng phẳng khó có thể tưởng tượng sau đó hắn thu liễm nụ cười trên mặt trầm giọng nói mọi việc đã xong chúng ta cũng nên trở về mọi người nhao nhao đáp lại vâng thiên kiếm tổ sư cuối cùng nhìn thoáng qua cảnh tượng sau lưng không khỏi phát ra cảm khái đợi chuyện hôm nay truyền ra danh tiếng thương ngô sẽ vang vọng ánh trăng khương tộc trưởng ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hóc làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ trong mấy năm tiếp theo những chuyện này đều sẽ trở thành đề tài tán gẫu trong miệng hắn nói xong thân hình thiên kiếm tổ sư khẽ nhúc nhích bay lên trời trốn về phía thiên kiếm sơn đám người thấy thế nhao nhao đuổi theo sau đó không lâu thương ngô sơn cùng với sự trở về của đám người khương thần một số chi tiết nhỏ về chuyện hôm nay cũng lặng lẽ được truyền ra trên quảng trường gia tộc một đám người vây quanh một vị thiếu niên bàn tán sôi nổi lại nói thần ca theo huyền phong hào đến trước chân núi tâm kiếm tông đúng lúc khương giao tỷ tỷ cùng đạo tử tâm kiếm tông vương vũ hoán chuẩn bị triển khai đại chiến thấy thần ca hàng lâm tất cả mọi người phản phất như nhìn thấy một vị thần nhân không ai không cảm thấy kinh hãi run rẩy toàn trường đều yên lặng ngay cả hai vị nhân vật chính tham dự thử kiếm cũng dừng động tác lại vì tư thế oai hùng của thần ca mà sợ hãi thán phục trong lúc nhất thời thần ca danh tiếng vô lượng sau đó thiếu niên đứng ở trên đài cao vừa nói vừa rung đùi đắc ý sinh động như thật khiến mọi người thân lâm kỳ cảnh, kích động không thôi. Tất cả mọi người phản phất như có thể trông thấy Khương Thần Đại Phóng dị sắc như thế nào ở tâm kiếm tông, kinh sát thế nhân. Mà khi thiếu niên nói đến một trong thương ngô bác kiệt Khương Viêm dùng tên giả Viêm Thần, bị Dược Vương Cốc truy nã, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn, khi nghe được mưu đồ của Vương Kế Châu, lấy tính mệnh toàn tông cưỡng. Ép phá cảnh, đến cảnh giới kiếm thánh, bọn họ lại sinh lòng chán ghét. Trước kia ta còn nghe qua không ít chuyện xưa về vị vương lão tổ này, vốn tưởng rằng được cho là anh hùng hào kiệt, lại không ngờ lại thiết lập thủ đoạn âm hiểm ác độc như vậy, đúng vậy, lại có ai có thể nghĩ đến, vị kiếm vương vô thượng danh chấn cửu quốc và nguyệt hoa này, ở trong miệng vô số tu sĩ chính là đức cao vọng trọng, được vô số kiếm tu kính ngưỡng, dĩ nhiên là loại đức tính này, quả nhiên đồn đại không thể tin tưởng. Vậy đằng sau xảy ra chuyện gì? Vị vương lão tổ này nếu đã đột phá kiếm thánh, phóng mắt khắp đương thời cũng ít có người địch lại, chỉ sợ tình huống không lạc quan. Đúng đúng đúng, Khương Kiệt, ngươi mau nói tiếp đi. Thiếu niên tên là Khương Kiệt, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Ta nói cho các ngươi, may mà hôm nay các ngươi vận khí tốt đụng phải ta, nếu đổi thành những người khác, cũng không có cơ hội biết những thứ này. Bác giả tộc huynh chính là người đi theo lần này, mà vừa vặn, ta cùng với hắn có giao tình thâm hậu, lúc này mới có thể từ trong miệng hắn biết được hết thảy từ đầu đến cuối. Nói đi nói lại, sau khi vương kế châu đột phá kiếm thánh, tâm tính càng bành trướng, có thể nói là coi tu sĩ thiên hạ là con kiến hôi càng thả ra kiếm tu thiên hạ gặp ta giống như thấy tiên nhân cuồng vọng kiếm tu trong thiên hạ thấy hắn sao lại như thấy tiên nhân khẩu khí của vương kế châu này thật sự là lớn quá đi ha ha tu vi bản thân chưa đạt tới thánh cảnh chỉ có tu vi kiếm đạo miễn cưỡng đến cấp độ này đã dám nói ra lời ngông cuồng như vậy quả thực là không biết sống chết vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì thấy mọi người không kịp chờ đợi muốn biết tiếp theo hương kiệt ho nhẹ vài tiếng trầm giọng nói, sau khi vương kế châu đến cảnh giới kiếm thánh, muốn cùng tổ sư thiên kiếm tông hiểu rõ ân quán ngày xưa, nhưng trước đó, người này thậm chí ngay cả mặt mo cũng không cần, thế mà ở trước mắt bao người, hướng về phía khương giao tỷ tỷ ra tay, quả thực ổn là kiếm thánh, nghe đến đó, trong lòng mọi người không khỏi nhấc lên. Tuy khương giao thiên tư cái thế, chiến lực cực mạnh, phóng mắt toàn bộ thế hệ nguyệt hoa, cũng khó tìm địch thủ. Nhưng đối thủ của nàng là một kiếm thánh, cũng may lúc này, thanh âm khương kiệt ung dung vang lên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó tổ sư thiên kiếm tông bỗng nhiên ra tay lúc này mới cứu được khương giao tỷ tỷ sau đó hai bên triển khai chiến đấu trận chiến ấy dứt đến thiên hôn địa ám đốt núi nấu biển đất chết ngàn dặm thương sinh gào thét cùng với sự miêu tả của khương kiệt mọi người xung quanh không khỏi sinh lòng hướng về trong lúc đưa tay núi non vỡ nát dòng sông bị cắt đứt đặt ở trong mắt phàm nhân đã không khác gì lục địa thần tiên người như vậy mới có thể chân chính được gọi là đại năng. Giờ khắc này, có không ít người thầm nghĩ đáng tiếc. Đáng tiếc mình không ở hiện trường quan sát trận đại chiến kinh thiên này. Lại nói vương kế châu kia tuy rằng già mà không kính, phẩm hạnh không đoan chính, nhưng thực lực lại là nhất đẳng cường đại, cho dù là thần ca cố ý thúc giục tộc trưởng đại nhân lưu lại pháp bảo, cùng thiên kiếm tổ sư hợp lực, cũng không cách nào làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương đánh liên tục bại lui, nhưng mà đúng lúc này, một người khiến các ngươi không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện ở hiện trường cùng thiên kiếm tổ sư thần ca hợp lực cùng chiến vương kế châu có lẽ là đứng mệt mỏi khương kiệt lắc lư ngồi ở trên đài cao tiện tay lấy ra cây quạt tự quạt gió thấy tình hình này mọi người bốn phía cảm thấy có chút sốt ruột người đột nhiên xuất hiện là ai chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân tuyệt đối không có khả năng nếu như do tộc trưởng đại nhân ra tay cần gì phải mượn lực của hai người còn lại đúng vậy cho dù vương kế châu kia cường đại như thế nào, cũng không cách nào rung chuyển tộc trưởng nửa phần, thậm chí có thể vượt qua tộc trưởng 10 chiêu hay không, đều là một ẩn số quái lạ, nếu không phải tộc trưởng, vậy là người phương nào, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Kiệt buông cây quạt xuống, cần từng chữ một, nói ra một cái tên không ai ngờ tới, Chu Thiên Hàng, lời vừa nói ra, đám người. Theo bản năng sửng sờ, nhưng rất nhanh đã có người kịp phản ứng, ta mơ hồ nhớ rõ, cốc chủ của Dược Vương Cốc, hình như gọi là cái tên này a à, hiếp ta cũng nhớ ra rồi nhưng mà cái này không phải đúng sao nếu thật sự là cốc chủ dược vương cốc này không liên thủ với vương kế châu đã coi như là may mắn làm sao có thể liên thủ với thiên kiếm tổ sư thần ca không tệ lúc viêm ca dùng tên giả viêm thần chính là giết con trai độc nhất của người này ta cũng không tin hắn sẽ có độ lượng lớn như thế có thể hoàn toàn không để ý việc này chắc hẳn trong đó tất có âm mưu khương kiệt cười cười không sai người này vừa mới hiện thân nói ra chút lời đại nghĩa đường hoàng, nhưng kỳ thực giấu giếm lòng xấu xa, rất nhanh, rất nhiều chi tiết từ trong miệng hắn truyền ra, bị mọi người xung quanh biết được. Vương Kế Châu bị ba người đánh trọng thương, Chu Thiên Hàng sử dụng chuẩn bị nuốt chửng, thu hoạch được tu vi kiếm thánh, luyện hóa nữ nhi Chu Ánh Oánh, thu hoạch được hoàng thể, ba vị nhất thể, tu vi vô hạn tiếp cận thánh nhân, hung uy cái thế, muốn đem tất cả mọi người gạt bỏ, đợi Khương Kiệt nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ khẩn trương, phản phất như thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được cổ áp bách mạnh đến khiến người ta hít thở không thông kia. Chỉ là một vương kế châu liền. Rất khó đánh bại. Chớ nói chi là chu thiên hàng ba người hợp thành một thể, trên người gần như không có nhược điểm gì. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong cảm giác khẩn trương mãnh liệt, Khương Kiệt chuyển đề tài, thả ra một quả bom nặng ký sau khi đến thiên nhân cực cảnh. Chu Thiên Hàng ngông cuồng tự đại ngang nhiên ra tay với huyền phong hào, nhưng còn chưa chờ công kích hạ xuống, đã thấy thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quan, một bộ bạch y trống rỗng xuất hiện chỉ là một cái liếc mắt một kích toàn lực của chu thiên hàn đã như tuyết động thấy mặt trời chói chang trong nháy mắt tan rã sau đó lại là mấy chiêu cho dù tộc trưởng đại nhân chỉ xuất ra một phần lực nhưng vẫn khiến vị chu cốc chủ này không cách nào chống đỡ toàn bộ hành trình chỉ có vô tình nghiền ép giống như là đại nhân treo chọc trẻ con vậy chu thiên hàn tức giận lại không thể làm gì tự biết không địch lại vừa định chạy trốn liền thấy tộc trưởng lấy hai ngón tay làm kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí kiếm khí này ẩn chứa hai phần sức mạnh to lớn của tộc trưởng đại nhân, một kiếm ra, không gian vỡ nát, thời gian hơi chậm. Lại, vạn linh tịch diệt, kiếm rơi, chu thiên hàng tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ, Khương Kiệt chậm rãi đứng dậy, chấp hai tay sau lưng, đầu ngửa lên trời, học theo tư thế oai hùng của tộc trưởng, trầm ngâm nói, theo như lời của bác giả tộc huynh, vào giây phút cuối cùng trước khi chu thiên hàng chết, tộc trưởng đại nhân từng chấp tay mà nói, hiện giờ ngươi còn chưa đạt tới thánh nhân, tầm mắt còn hạn hẹp, thấy ta như ếch ngồi đáy giếng thấy trăng sáng. Chờ ngày nào đó ngươi may mắn bước vào thánh nhân cảnh, ngươi sẽ thấy ta như một hạt ân quán gặp được trời xanh, quanh, vừa dứt lời, tựa như một đạo sấm sét đánh xuống trời quang, nổ vang trong đầu mọi người, thật lâu không cách nào khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người bị lời nói này của tộc trưởng nhà mình làm cho nhiệt huyết sôi trào, kích động không kiềm chế được, cho dù là đối chiến một vị kiếm thánh nắm giữ hoàng thể, vẫn có thể bảo trì thông dong cũng thả ra những lời kinh thế hải tục như Thế tộc trưởng đại nhân thật không hổ là tộc trưởng đại nhân. Vô luận đối mặt với loại cảnh giới nào, đều vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, không người nào có thể sánh vai. Có tồn tại như vậy tỏa trấn, gia tộc không lo, mọi người cảm khái liên tục, đều cảm thấy tháng phục vạn phần đối với chuyện này, thấy tình hình này, Khương Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu. Mới đầu chính mình từ chỗ bắt giả tộc huynh biết rõ những tin tức này, đã từng rơi vào khiếp sợ như vậy. Dựa theo lý niệm ăn dưa, lúc này hắn mới vội vàng đi ra, muốn để những người này giống như mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu, môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói chi tiết một lần nữa bộ phận chi tiết còn sót lại trong đó. Nhưng còn không đợi mở miệng, dị biến phát sinh. Đau 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 Khương Kiệt bỗng nhiên cảm giác được tay phải truyền đến một trận đau đớn nóng rát, theo bản năng đưa tay lên che, lại chạm đến một bàn tay lạnh lẽo. Hả, Khương Kiệt cả người cứng đờ, biểu lộ trong nháy mắt động lại hắn chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt nhìn lại. Nơi ánh mắt nhìn tới, là một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một thanh niên hai mắt hiếp lại, khí chất lười biếng. Giờ phút này, khóe miệng hắn khẽ nhếch đang treo một vòng cười ý vị thâm trường. Thế nào? Không nói tiếp, Khương Kiệt giống như chuột thấy mèo, thân thể theo bản năng co rụt lại phía sau. Tiếp theo, trên mặt nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bác giả tộc huynh vừa nghĩ tới vừa rồi tộc huynh còn đang khuyên bảo mình không nên đem những tin tức này tùy ý truyền ra ngoài kết quả trong nháy mắt mình liền mang khuyên bảo ném ra sau đầu nội tâm khương kiệt không nhịn được trở nên thấp thỏm mà lúc này nhìn dáng vẻ kinh sợ của khương kiệt khương bác giả không khỏi lắc đầu người trong nhà đều biết chuyện nhà mình theo như lời hắn nói thì chuyện của tâm kiếm tông có thể nói là nửa thật nửa giả xen lẫn không ít tư hóa do cá nhân bịa ra nếu chỉ có hai người bọn họ biết được cũng không có gì thậm chí cho dù là để các tộc nhân biết được vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng hắn chủ yếu lo lắng tin tức truyền đến tai tộc trưởng đại nhân sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt nghĩ tới đây khương bác giả chuẩn bị để đối phương hiểu được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra thế là tay phải hắn hơi phát lực trong nháy mắt đau đến đối phương qua qua kêu to đi theo ta khương bác giả nhéo lỗ tai khương kiệt kéo hắn từ trên đài cao xuống. Mọi người xung quanh thấy thế, cũng không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra nhường đường. Chỉ trong mấy hơi thở, trong đám người vốn chen chúc, lại xuất hiện một con đường lớn trống trải. Hương Kiệt nước mắt lưng tròng, không ngừng phất tay cầu cứu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn làm như không thấy. Muốn bọn họ ngăn cản Khương Bác Giả, đây là đang nói đùa gì vậy, đối phương là một trong thương ngô bác kiệt. Thực lực mạnh, phóng mắt khắp trong tộc cũng ít có địch thủ. Cho dù là những mạch chủ trưởng lão kia cũng không phải là đối thủ của hắn, không khoa trương chút nào, chính là cột toàn bộ bọn họ lại với nhau, cũng không đủ cho đối phương đánh. Thấy mình kêu cứu đủ kiểu, tất cả mọi người thờ ơ, Khương Kiệt không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Ô ô, các ngươi đám này không có lương tâm, ta hảo tâm kể chuyện cho các ngươi nghe, các ngươi cứ như vậy đối với ta đúng không? Khương Kiệt khóc không ra nước mắt, Tất cả giải dụa trước thực lực tuyệt đối của Khương Bác Giả đều là tốn công vô ích, chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi. Nhìn bóng dáng Khương Kiệt biến mất, mọi người chỉ có thể cúi đầu, yên lặng cầu nguyện trong lòng. Hơn 10 giây sau, nguyên bản hiện trường quạng cu ẻ xuống, lần nữa trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người dường như quên mất Khương Kiệt bị Khương Bác Giả kéo đi, đều đắm chìm trong thảo luận kịch liệt đối với chuyện tâm kiếm tông. Sau đó không lâu, bên cạnh Linh Tuyền, Lúc này, đám người đang tụ tập. Phía trước nhất, đứng đấy một vị thiếu niên tóc đen dáng người thon dài, anh tư bừng bừng. Ông ta chính là Khương Hạo đi ra từ trong Bạch Ngọc Kinh, bên trái, Khương Tiểu Bạch thân là điện chủ Linh Thú Điện. Bây giờ, trải qua Long Châu và máu Long Vương tẩy lễ, tu vi của hắn đã tăng vọt đến Nguyên Thần cảnh tầng 4, một thân chiến lực càng là đạt được tăng phúc cực lớn, đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố, tuy rằng chỉ có tu vi Nguyên Thần cảnh, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ánh trăng đều hiếm có địch thủ, bên phải Khương Hạo còn có một cô bé mặc váy đỏ đang đứng. Bà ta chính là hộ pháp đương nhiệm của Điện Linh Thú, Khương Tiểu Đào, trải qua Khương Tiểu Bạch dạy bảo nhiều ngày, tu vi của nàng đã đột phá tới vạn tượng cảnh tam trọng. Trừ cái đó ra, nàng đã triệt để nắm giữ lực lượng của mình, có thể vận dụng tự nhiên, giảm bớt lãng phí, quy năng tăng gấp bội, liên quan tới đủ loại bản mệnh thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc, cũng thành công lĩnh ngộ, chiến lực tăng mạnh, vượt xa trước kia, nói không khoa trương chút nào, nếu để cho nàng chém giết với chính mình vừa lột xác thành phượng hoàng, chính mình chỉ cần một chiêu, liền có thể kết thúc chiến đấu, chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Mà ở phía trước ba người bọn họ, thì lại đứng một đám thiếu niên thiếu nữ cùng đứa bé. Mắt thấy thời gian đã đến, Hương Hạo đi đến trước một tảng đá lớn, đặt mông ngồi lên. Tay phải chợt nắm hờ. Một tờ giấy vàng trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Hắn cầm tờ giấy vàng, nhìn về phía đám người trầm giọng nói, "Hiện tại bắt đầu kiểm kê nhân số, ta gọi tên ai, người đó liền gọi, hiểu chưa?" "Hạo ca, chúng ta hiểu rồi." Âm thanh nâu nớt liên tiếp vang lên. Khương Hạo gật đầu, chợt nhìn về phía tính danh trên tờ giấy vàng, nhẹ nói, "Khương Bắc Minh." Một vị nam hài môi hồng răng trắng đáng yêu phất phất tay, lớn tiếng nói, "Đến." Khương Hạo liếc qua, tiếp tục thì thầm, "Khương Trụ." Một vị nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh xoa xoa nước mũi, lắp bắp nói, "Đến." Khương Thuần Nguẩn. Một vị nam hài mặt yếm, đội mũ đầu hổ, mập mạp nhỏ giọng nói, có đến. Khương Hạo hơi duỗi lưng một cái, tiếp tục đọc lên trên tờ giấy vàng, Khương Lan. Một nam hài tóc đen bước đi lắc lư, do lên bình chứa sữa thú trong tay. Đến, Khương Kỳ, một nam hài tóc tai bù xù, khoác trên vai nhảy dựng lên trả lời. Đến, Khương Lôi. Một nam hài tay cầm đao khắc và tượng gỗ yên lặng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, có đến. Hương níp níp, Một cô bé chảy biếm tóc sừng dê, hai mắt tinh thuần như đá quý đen, làm người ta thương tiếc theo bản năng rụt rè lùi lại, chật yếu ớt nói, có đến. Hương Bắc Lâm Đến, Hương Như Tuyết Có đến. Hương Quân Tranh Đến, Hương Tiểu Tiêu Có đến. Rất nhanh, toàn trường hơn 20 người đều bị kiểm kê xong. Hương Hạo nhìn về phía cái tên cuối cùng trên tờ giấy vàng, Hương Kiệt. Tiếng nói vừa dứt, thật lâu không có đáp lại. Hắn nhíu mày, lần nữa đọc lại, Khương Kiệt. Mấy hơi thở sau, vẫn như cũ không có phản ứng. Khương Hạo cất giấy vàng đi, tiện tay móc Khương Ngô lệnh ra, đang chuẩn bị thông qua tộc hiệu liên hệ với đối phương. Nhưng còn chưa kịp bấm gọi, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, không khỏi dừng động tác lại. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một lớn một nhỏ, hai bóng người đang chạy như điên tới. Khương Bắc giả sách cổ áo sau lưng Khương Kiệt, không để ý đến sinh cơ trên mặt đối phương, nhẹ nhàng hất lên, ném đến trước người Khương Hạo. Hạo đệ, ta đưa người tới cho ngươi, hẳn là còn không tính muộn chứ, Khương Bắc giả gãi gãi đầu, vẻ mặt ngựa ngùng. Khương Hạo liếc mắt nhìn Khương Bắc giả, lại nhìn Khương Kiệt nằm trên mặt đất, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Hắn ho nhẹ vài tiếng, Khương Kiệt, Khương Kiệt chống hai tay, da nan bò dậy. Hắn dùng ống tay áo lau bùn đất trên mặt, vẻ mặt u quán, ta đây. Thấy mọi người trong danh sách tập hợp đủ, Khương Hạo khẽ gật đầu. Hắn nhảy lên trên tảng đá, hạ xuống mặt đất. Phủi bụi bặm trong tay, cười nói, rất tốt, nếu người đã đủ, chúng ta nói chút chính sự đi. Nguyên nhân hôm nay để các ngươi tới đây, các ngươi đều biết, Khương Bắc Minh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe ca ca nói qua, hình như tộc trưởng đại nhân cố ý sáng tạo học phụ thuộc về Khương gia chúng ta, Khương Hạo chấp hai tay sau lưng, mặt lộ ý cười, không sai, trải qua hơn một năm phát triển, nội tình của tộc ta sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh, phóng tầm mắt nhìn khắp cửu quốc đại địa, cũng không có người nào có tư cách dạy bảo con cháu tộc ta, cho nên tộc trưởng đại. Nhân mới muốn khai sáng học phủ Khương Thị ta, mở bốn viện ở trong phủ, dạy bảo tộc nhân, tứ viện này, chia làm văn viện, võ viện, thuộc viện, tạp viện, văn viện, chủ văn hóa, lịch sử, địa lý, giám định võ viện, chủ tu luyện, võ kỹ, thần thông, Thục pháp thuộc viện, chủ đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo tạp viện, chủ cầm kỳ, thư đạo, họa đạo, tử đạo trong 4 viện, ngoại trừ văn viện và võ viện chính là môn học bắt buộc của tộc nhân ra, còn lại thuộc viện và tạp viện đều thuộc về môn. Học tuyển chọn, nhưng căn cứ theo sở thích của tộc nhân mà lựa chọn đi vào nghe giảng bài mặt khác, tạm thời do ta đảm nhiệm viện trưởng tạp viện này, ca ca của ta khương nghị đảm nhiệm viện trưởng võ viện, kim phó phủ chủ học phủ. Khương Viêm tộc huynh đảm nhiệm viện trưởng thuộc viện, Khương Tiện tộc huynh đảm nhiệm viện trưởng văn viện, chức vụ phủ chủ học phủ thì trước do Khương Thần tộc huynh đảm nhiệm, đợi sau này có người thích hợp hơn, lại suy nghĩ giao tiếp thay thế, Khương Hạo vừa nói, vừa lắc lắc đầu dưa. Sau khi bị huynh trưởng nhà mình lấy tuổi tác của hắn còn nhỏ, kinh nghiệm xử sự không đủ, dễ dàng ở bên ngoài gây chuyện cấm túc, không cho phép một mình rời khỏi thương ngô sơn, hắn thường thường cảm thấy nhàm chán. Ngày bình thường ngoại trừ tu luyện ở Bạch Ngọc Kinh, chính là vùng trộn đuổi linh thú trong núi chạy tán loạn khắp nơi, trộm sữa thú uống. Hoặc là tản bộ mù quán giống như đám người Khương Tiểu Bạch, Khương Bắc Minh nhàm chán. Cho nên hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với việc sáng lập học phủ Khương thị. Lại bởi vì không thích phiền phức, lúc này mới đảm nhiệm chức vụ viện trưởng tạp viện tương đối nhà nhã. Khương Hạo cười ngây ngô, chợt nhớ tới trước đó không lâu, mình đưa ra một vấn đề với tộc trưởng. Ta đã hiểu gần như tất cả ba viện còn lại nhưng ta cái gì cũng không biết, nếu đảm nhiệm viện trưởng tạp viện này thì có thể làm được gì, trong tộc có một mình ta canh giữ vạn nhà đèn đúc này là đủ rồi, có thể bảo vệ mọi việc không lo cho nên, hạo nhi, chuyện ngươi cần làm chỉ có một, đó chính là để bọn hắn hiểu được, trong cuộc đời dài dằng dặc này, ngoại trừ chuyện tu hành ra, cũng có thể ngẫu nhiên dừng bước lại, dụng tâm đi thưởng thức phong cảnh dọc đường, thể ngộ tốt đẹp trong đó, cảm. Ngộ chân lý thế gian tận tình khai cuộc sở thích sở thích của bọn họ là được. Đây là, tu tâm, thú vị sở thích, tu tâm ánh mắt Khương Hạo lóe lên. Mỗi khi nhớ lại đến đây, trong lòng của hắn liền nhịn không được sinh ra một trận sợ hãi tháng phục. Có được giải thích này, tộc trưởng đại nhân thật không hổ là tộc trưởng đại nhân. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía mọi người trước mắt, trầm giọng nói, căn cứ vào nghiên cứu thảo luận của trưởng lão đoàn và mạch chủ bảy mạch trước đó, cùng với phê chuẩn của tộc trưởng đại nhân, đã xác định học phủ sẽ được đặt ở bên cạnh linh tuyền vào một tháng sau, tức là vị trí mà chúng ta đang đứng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường huyên náo không thôi, mỗi người đều tỏ ra rất hứng thú với việc thành lập học phủ. Lúc này, dưới ánh mắt của bọn họ, Khương Hạo trực tiếp nhìn, ngoại trừ thời gian thông báo học phủ thành lập ra, hôm nay còn có một chuyện. Trải qua ca ca cùng thần ca thảo luận, muốn ở trên cơ sở bốn viện, lại thiết lập một viện, kỳ danh, tiềm long, tiềm long tại uyên, đằng tất cửu thiên, phàm là người tiến vào viện này, tức vì thiên kiêu của tộc ta, không chỉ có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên cung cấp trong học phủ, còn có thể thu hoạch được những viện trưởng như chúng ta, thậm chí là thần ca tự mình chỉ đạo, vốn theo đạo lý mà nói, nhân tuyển tìm Long Viện còn cần một đoạn thời gian nghiêm khắc lựa chọn, tuyệt sẽ không ở hôm. Nay qua loa quyết định, nhưng ngay trước đó không lâu, thần ca bỗng nhiên hướng tộc trưởng đại nhân nói việc này. Trải qua tộc trưởng đại nhân tự mình suy tính, lúc này mới phát hiện chỗ bất phàm của các ngươi, từ nay về sau, liệt ra danh sách giao cho ta, bảo ta mang các ngươi sớm chiêu mộ vào tìm long viện, bồi dưỡng trước một đoạn thời gian nhưng trước đó, ta vẫn muốn nói cho các ngươi, ở sau khi tiến vào tìm long viện, hưởng thụ tài nguyên trong tộc càng nhiều, trách nhiệm cũng liền càng lớn, mong các ngươi nhớ kỹ, vô luận đến khi nào, vô luận đi bao xa, đều chớ quên ngàn vạn tộc nhân phía sau, cần. Thời khắc lấy gia tộc lớn mạnh làm nhiệm vụ của mình, nguyện ta và ngươi cùng miễn cưỡng ý cười trên mặt khương hạo dần dần thu liễm, trở nên trang trọng dị thường. Vừa dứt lời, toàn trường trì trệ, không còn ồn ào nữa, hơi có vẻ yên tĩnh. Thấy tình hình này, Khương Hạo hơi cúi đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ thuộc về tộc ta, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta vạn phần kích động, cảm thấy rất chờ mong. Sau đó không lâu, tin tức liên quan tới trường cao đẳng Khương Thị sắp tọa lạc bên cạnh Linh Tuyền một tháng sau, thông qua những người này lưu truyền ra. Nhờ vào thư ngô lệnh mà tin tức nhanh chóng, chỉ chưa tới một canh giờ, các tin tức về học phủ đã truyền khắp toàn tộc như mọc cánh, số người quan tâm đến chuyện này càng ngày càng nhiều dẫn đến việc nhiệt độ của diễn đàn thương ngô trong tộc tăng lên rất nhanh vượt qua từng chuyện từng chuyện nóng bỏng cuối cùng xông vào ba vị trí đầu dừng lại ở vị trí thứ hai chỉ xếp hạng dưới sự kiện lớn của tâm kiếm tông nhưng mà còn không đợi nhiệt độ biến mất lại có một quả bom lớn ầm ầm nổ tung trong diễn đàn thương ngô đại trưởng lão khương hoàng quang tự mình tuyên bố tin tức ngoại trừ tử huyền động thiên trong tộc lại có thêm năm đại động thiên mới trải qua tộc trưởng đại nhân phê chuẩn từ hôm nay, do trưởng lão đoàn phụ trách hướng về toàn tộc, chọn lựa tộc nhân thích hợp làm động thiên trấn thủ sứ, nếu có ý nguyện phương diện này, có thể tự hành báo danh, lại thông qua đủ loại khảo hạch. Ngoài ra, trải qua tộc trưởng đại nhân tự mình bổ nhiệm, nguyên tử huyền trấn thủ sứ Khương Minh sẽ từ chức trấn thủ sứ, phụ trách đảm nhiệm tổng trấn thủ sứ, quản hạt tất cả. Hạng một công việc trong lục đại động thiên, đối mặt với tin tức này, toàn tộc đều ồ lên, nhưng liên tiếp trải qua ba sự kiện lớn oanh tạc, bọn họ rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại chợt nhau nhau gia nhập thảo luận, trong lúc nhất thời, trên diễn đàn thương ngô có thể nói là khí thế ngất trời, gần như chỉ trong nháy mắt, tin tức mới tăng trong diễn đàn đã lên tới trăm nghìn tin, cực kỳ khoa trương, mà lúc này ở trong bạch ngọc kinh. Khương Đạo Huyền đang ngồi xếp bằng ở đây. Hắn nhìn bản hệ thống trước mắt, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tin, chúc mừng hoàn thành đầu tư, phần thưởng đang được phát, sau khi trở lại thương ngô sơn, hắn cố ý để lại Khương Bắc Huyền, tiến hành một phen đầu tư ngoại trừ thảo tự kiếm quyết cùng bổ thiên thuật ra. Thánh giai pháp kiếm cần đầu tư là dùng thánh binh trấn công huyền nha sau khi vương kế châu chết lưu lại, mà ngoại trừ khương bắc huyền ra, hắn còn chia một ít, xế nát, không dùng được cho đám người khương thần, làm phần thưởng đảm nhiệm chức phủ chủ, viện trưởng của học phủ. Chiến giáp cấp thánh hạ phẩm màu vàng kim ống ánh ném cho khương thần. Cổ kiếm thánh giai hạ phẩm đen kịch ném cho khương nghị con dấu màu xanh biết cấp thánh hạ phẩm ném cho khương tiện lò luyện tử thanh thánh giai trung phẩm ném cho khương viêm sau khi chu thiên hàng chết lưu lại thánh giai hạ phẩm pháp kiếm thì ném cho khương Hạo hiện giờ dù khương thị học phủ chưa lập nhưng phủ chủ và tứ đại viện trưởng đã là mỗi người một thanh thánh binh đội hình xa hoa như thế nếu như lưu truyền ra bên ngoài tất sẽ dẫn tới một mảnh xôn xao dù sao chỉ là một thanh thánh binh bình thường cũng đủ để trở thành trấn tông chí bảo của một phương thế lực đỉnh cấp thiên nhân. Nhưng đặt ở Khương Gia, lại chỉ là một viện trưởng học phủ phối binh mà thôi. Trên lệch trong đó, vừa xem đã hiểu ngay. Sau đó, giao diện hệ thống trước mắt Khương Đạo Huyền bắt đầu phát sinh biến hóa. Tin, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được một ti kiếm đế chi lực, kiếm đế chi lực, ẩn chứa một luồng kiếm giới pháp tắc do tu sĩ cấp kiếm đế lưu lại, có thể cung cấp cho người ta lĩnh hội tu luyện, cũng có thể phóng thích ra, có thể bộc phát ra một kiếm của kiếm đế, trọng thương chuẩn đế. Một khi phóng thích, kiếm đế chi lực sẽ tự động tiêu tán. Cương đạo huyền hài lòng gật đầu. Vốn dĩ sau khi đạt đến cảnh giới kiếm thánh, hắn còn đang phát sầu vì tiếng cảnh, chậm chạp. Lại không muốn buồn ngủ đưa gối đầu, thiếu cái gì đến cái đó. Hệ thống thật sự là quá hiểu chuyện. Cương đạo huyền sinh lòng cảm khái, chợt dời ánh mắt xuống, nhìn về phía phần thưởng thứ hai. Tin, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiến kỹ cực phẩm đế giai Bắc Huyền Thần Quyết trong tuyến thời gian trước đó, Khương Bắc Huyền quy nạp 33 loại võ học đế cấp vào dung hợp mà tự sáng tạo ra võ học chung cực, bao hàm toàn diện quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, cước pháp, bộ pháp vân vân, tổng cộng chia làm 33 tầng. Một khi luyện tới tầng 33, có thể trảm tiên nhân, đồng thời, lý giải đối với võ kỹ sẽ đạt tới một cảnh giới cực kỳ cường đại, loại suy, loại thông, nhất pháp thông, thì vạn pháp thông. Có thể dễ dàng học được tất cả võ kỹ cấp độ đế giai, lực lĩnh ngộ đối với võ học tiên cấp cũng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, giao chiến với người khác cũng có thể dễ dàng hiểu rõ nhược điểm trong chiêu thức võ kỹ của đối phương. Nhìn ghi chép liên quan tới Bắc Huyền Thần Quyết, Khương đạo huyền không khỏi hai mắt sáng ngời. Không khoa trương chút nào mà nói, môn chiến kỹ này chính là võ học mạnh nhất mà mình từng thấy qua, đủ loại biểu hiện cường đại, không thẹn với danh tiếng võ học trung cực, tổng cộng 33 tầng, cách mỗi 3 tầng là một bộ có thể phân thành 11 bộ. Sau này nếu có cơ hội, cũng có thể thảo luận một phen, lại quyết định có nên truyền thụ cho phân bộ hay không, để cho các tộc nhân học được phương pháp này khương đạo huyền lộ vẽ suy tư. Mặc dù hắn muốn truyền Bắc Huyền thần quyết tới trong tộc, nhưng càng muốn tôn trọng ý nguyện của các tộc nhân. Nếu bản thân Khương Bắc Huyền không muốn chủ động tiết lộ, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Khương đạo huyền lắc đầu, tạm thời ném suy nghĩ ra sau đầu chợt một lần nữa nhìn về phía bản hệ thống trước mắt Tiên, đầu tư thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm kinh cực phẩm cấp đế bắc minh kiếm đạo ở trong một tuyến thời gian trước đó khương bắc minh lấy ngũ đại kiếm ý chí cao làm hạch tâm khai sáng chung cực kiếm kinh bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đạo tắc của ngũ đại kiếm ý phân chia ngũ thức thức thứ nhất âm dương kiếm ý phòng ngự quần thể thức thứ hai tích huyết kiếm ý xuyên thấu công kích thức thứ ba vô ảnh kiếm ý công kích nhanh nhẹn quỷ dị, thức thứ tư, thiên băng. Kiếm ý, chính dị nghiền ép công kích, thức thứ năm duy tâm kiếm ý, lộ phòng ngự đơn thể, một khi nắm giữ năm thức, luyện nó tới cảnh giới đỉnh cao, liền có thể ngộ ra đạo dung hợp, khiến năm thức hợp nhất, kiếm trảm tiên nhân. Hả, hương Đạo Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trong môn kiếm kinh này lại ẩn chứa năm loại phương thức tu luyện kiếm ý chí cao. Phải biết rằng trong nhận thức của thế nhân, muốn nắm giữ kiếm ý chí cao, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội. Mà môn Bắc minh kiếm kinh trước mắt này, thế mà ẩn chứa năm loại đạo tắc của kiếm ý chí cao, có thể để cho hắn trực tiếp lĩnh hội. Năm thức hợp nhất, liền có thể trảm tiên, nếu là tám thức hợp nhất, lại nên có uy năng mạnh mẽ cỡ nào, Khương Đạo Huyền lẩm bẩm. Nếu như thành công tập được Bắc minh kiếm kinh, như vậy kiếm ý chí cao mình nắm giữ liền có, âm dương, dọc máu, vô ảnh, thiên băng, duy tâm, thời gian, không gian, sát lục. Tổng cộng có 8 loại, đến lúc đó, lại sử dụng đạo dung hợp, dung hợp tất cả. Tập hợp 8 loại kiếm ý chí cao vào một kiếm, uy năng trong đó sẽ tăng vọt tới trình độ nào, nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thấy mong đợi. Sau đó, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào ba chữ Khương Bắc Minh ở phía trên. Có thể tự sáng tạo ra đế giai cực phẩm kiếm kinh, xem ra ở trong một tuyến thời gian trước, Hắn đã là ở bên trong cảnh giới kiếm đế đi ra rất xa a khương đạo huyền bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái trước đó không lâu mình từng bởi vì chuyện nhân tuyển tìm long viện lợi dụng hạo thiên kính tiến hành một phen suy tính đối với nó từ đó trở đi hắn đã biết được mệnh cách của đối phương tràn ngập biến số cực kỳ bất phàm lại không nghĩ mình vẫn còn có chút đánh giá thấp nhưng mà chờ sau khi học phủ chính thức sáng tạo liền có thể sớm khai cuộc thiên phú của nhóm người này đời sau không lo rồi vừa nghĩ tới danh sách mình liệt kê, Khương Đạo Huyền liền không nhịn được bật cười. Thế hệ này có Khương Thần, Khương Hàng, Khương Viêm, Khương Bắc Huyền, Khương Giao, đám người. Đời tiếp theo có Khương Hạo, Khương Kỳ, Khương Lôi, Khương Bắc Minh, Khương Thuần Huyên, đám người. Có thể đoán được, Khương gia tương lai, dù ở đâu, đều tuyệt đối sẽ không thiếu hụt thiên tài và yêu nghiệt, để lại cho những người cùng thế hệ kia, chỉ có một bóng lưng tuyệt trần, có thể nhìn mà không thể với tới, Bây giờ, các ngươi chỉ cần trưởng thành thật tốt. Trước khi đủ lông đủ cánh, không thể một mình đảm đương một phía, tất cả hung hiểm đều do một mình ta gánh chịu, Khương đạo huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Vì có thể lưu lại cho tất cả tộc nhân một hoàn cảnh trưởng thành vô ưu vô lự. Hắn còn cần trở nên mạnh hơn nữa, mạnh đến vô địch đương thời, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Mấy ngày sau, Nguyệt Hoa hoàng triều trải qua những ngày tháng này lên men. Đủ loại chi tiết liên quan tới việc tâm kiếm tông và dược vương cốc bị hủy diệt dần dần hiện ra trước mắt thế nhân. Hành vi của vương kế châu cùng chu thiên hàng cố nhiên làm người ta sinh ghét bỏ. Nhưng thực lực của tộc trưởng Khương Gia Khương Đạo Huyền Thương Ngô lại làm cho lòng người sinh kính sợ, không khỏi có chút sợ hãi, trong mấy chiêu, Chu Thiên Hàng dễ dàng đánh chết đạt đến cực hạn thiên nhân. Người mang thực lực cường đại như thế, phóng tầm mắt toàn bộ ánh trăng, còn có người nào có thể ngăn được vị tộc trưởng Khương gia này, chẳng lẽ thời đại mặt trời dày đặc, chòm sao ẩn hiện đã tới? Đang lúc vô số tu sĩ lộ vẻ tuyệt vọng, cảm giác tương lai một mảnh hắc ám. Nguyên Tứ Đại Đan Tông đỉnh cấp, hiện bị liệt vào trong Huyền Đan Tông, một trong Tam Đại Đan Tông đỉnh cấp. Đại điện tông môn. Mấy chục bóng người hội tụ tại đây. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên mặc áo bào lam, hắn chính là lão tổ huyền đan tông thân là luyện đan tông sư kỳ danh vân dương tử bên cạnh hắn là một thanh niên áo trắng với ánh mắt phức tạp hắn là đường cảnh minh ngày xưa ở trên luyện đan đại hội thua trong tay khương viêm mà ở trước mặt bọn hắn đám người kia đều là cao tầng huyền đan tông trong đó không thiếu luyện đan đại sư lúc này vị luyện đan đại sư từng nhìn khương viêm rời đi lắc đầu không khỏi phát ra cảm khái viêm thần khương viêm ha ha vị tiểu đan vương này giấu giếm chúng ta thật khổ a à, khó trách lúc trước chưa từng đồng ý gia nhập huyền đan tông chúng ta thì ra thân phận chân thật cũng không phải là một tán tu mà là hậu bối tộc nhân của vị bạch y kiếm thánh kia hôm nay xem ra thật sự là có thể hiểu được nhớ lại đủ loại chuyện ngày xưa luyện đan đại sư cảm khái ngàn vạn theo tiếng nói hạ xuống đông đảo cao tầng ở đây cũng đều cảm động lây ai có thể nghĩ đến viêm thần mà bọn họ hao hết tâm tư nịnh bợ lại còn có lai lịch phi phàm như vậy tam tinh diệu thế. Thương ngô diệu thế, thương gia này đến tột cùng còn giấu giếm những bí mật kia, trong lòng mọi người cảm xúc rất nhiều, đường cảnh minh càng như vậy. Hắn vốn còn ngây thơ cho rằng mình chỉ là ở trên thuộc luyện đang không sánh bằng đối phương. Lại không nghĩ ngay cả bối cảnh mà mình tự hào nhất cũng không sánh bằng. Phải biết dược vương cốc kia là cùng một cấp bậc với huyền đan tông bọn họ. Nhưng chính là thế lực như vậy, ở trong mắt thương gia, lại còn nói diệt là diệt đối mặt với thế lực khủng bố như vậy, huyền đan tông bọn họ có tài đức gì có thể sánh vai. Lúc này, Vân Dương Tử đang ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn phức tạp, lẩm bẩm nói, dược lão quỷ tranh đấu với ta nhiều năm, cho tới nay, cũng bị ta xem như đại địch, lại không ngờ cuối cùng rơi vào kết cục thê lương như thế, thật đáng buồn thật đáng tiếc, nói xong, hắn dời ánh mắt, nhìn về phía luyện đan đại sư, đã có vị kiếm thánh áo trắng này tỏa trấn, thương ngô khương gia tất nhiên như mặt trời ban trưa, chắc hẳn không bao lâu nữa, các thế lực thiên nhân khác sẽ phái người đến thăm thương ngô, muốn kết giao với hắn. Bây giờ, đối phương đã thay chúng ta diệt trừ đại địch, ngươi lại từng cho Khương Vi một viên huyền đan lệnh, dùng cái này kết thiện duyên, như vậy xem ra, về tình về lý, chúng ta đều nên phái người đi thương ngô một chuyến nguyên dương tử liết đường cảnh minh bên cạnh một cái. Minh Nhi, ngươi từng cùng Khương Viêm có ước định tỉ thí luyện đan thuộc lần nữa, lấy quan hệ trong đó đến xem, ngươi không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất tiến về thương ngô đợi chuẩn bị một đoạn thời gian ngươi theo ta đi tới thương ngô một chuyến gặp vị khương tộc trưởng này đường cảnh minh chắp tay đáp lại đã rõ mặc dù có chút không muốn đối mặt với vị khương viêm nghiền ép mình từ toàn bộ phương diện này nhưng trong lòng hắn hiểu rõ chính mình sớm muộn gì cũng gặp được nếu sư tôn đã mở miệng như vậy đi một chuyến lại có thể thế nào thấy vậy vân dương tử gật đầu chợt phân phó mọi người các ngươi còn cần phải chuẩn bị lễ vật thật tốt, lễ vật cần được lựa chọn tỉ mỉ, chớ để mất thân phận của huyền đan tông chúng ta, để cho thương ngô khương gia này nhìn ra thành ý của chúng ta, mọi người hiểu rõ nặng nhẹ chuyện gì, lập tức trầm giọng nói, tuân mệnh, vân dương tử lộ vẻ hài lòng. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, phát ra vẻ chờ mong nồng đậm. Khương đạo huyền, trong đông vực của ta, sao lại đản sinh ra một con quái vật như ngươi, cũng không biết đến lúc đó, ngươi còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ gì sau đó không lâu nguyệt hoa hoàng triều hoàng đô bên trong đại điện bách quan tập hợp một vị trung niên nam tử mặc hoa phục màu vàng đầu đội mũ miệng không giận tự uy đang ngồi trên vô thượng bảo tọa tượng trưng cho hoàng quyền người này chính là đương kim hoàng triều chi chủ lý thừa long không chỉ quyền thế ngập trời tu vi cũng cực kỳ cường hãn bây giờ đã đến cảnh giới thiên nhân viên mãn tu bá đạo nắm giữ quyền ý và đao ý hai đại ý cảnh đều tu luyện tới vương cảnh viên mãn, khoảng cách tới thánh cảnh chỉ kém một bước, ở phương diện pháp bảo, càng là nắm giữ một thanh bảo đao thánh giai hạ phẩm, một thanh chiến giáp thánh giai hạ phẩm, cùng với một ngọc tỷ trấn quốc thánh giai trung phẩm, chỉ cần ở địa giới của Nguyệt Hoa Hoàng Triều là có thể thôi động bí thuật, mượn một phần quốc vận trong ngọc tỷ, khiến thực lực bản thân tăng vọt. Trong thời gian ngắn, có được chiến lực cường đại chống lại thánh nhân cảnh sơ kỳ, luận thực lực chính là đệ nhất cường giả hoàn toàn xứng đáng bên trong Nguyệt Hoa, cũng là một trong những chí cường giả của toàn bộ đông vực. Lúc này, Lý Thừa Long đang dùng khủ tay đặt lên tay viện bên phải bảo tọa. Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong con ngươi có quan mang lập lòe, tựa như con ngươi trúc long, để lộ ra uy nghiêm nồng đậm, ánh mắt tùy ý quét qua. Văn võ bá quan phía dưới lại không một người dám đối mặt, chỉ có thể cúi đầu, nhìn về phía mũi chân của mình. Toàn bộ hiện trường dày đặc và ngột ngạt. Mãi đến khi một ông lão mở miệng thì mới đánh vỡ cục diện bế tắc này. Lão giả tên là Mông Lễ, chính là thừa tướng đương nhiệm của Nguyệt Hoa hoàng triều, người mang tu vi thiên nhân cảnh viên mãn, chính là cường giả đỉnh cấp nổi danh cùng với Thiên Kiếm, Chu Thiên Hàn, Vương Kế Châu, mà tất cả những gì hắn nói, chính là về chuyện tình hình cụ thể của Tâm Kiếm Tông và chuyện dược vương cốc bị diệt. Bây giờ, nương theo Mông Lễ êm tai nói ra, thần sắc mọi người cũng theo đó không ngừng biến hóa. Đợi hắn nói ra đầu đuôi câu chuyện, văn võ bá quan ở đây đều cảm thấy động dung, trong lòng cũng vạn phần kinh hãi bọn họ thực sự khó có thể tin được, ở nơi vắng vẻ như đại tần lại có cường giả cấp bậc này xuất hiện, nếu tin tức không phải giả, vậy thì thực lực thật sự của Khương Đạo Huyền này, e rằng đã không thua gì thánh nhân, nghĩ tới đây, đám người vô thức muốn mở miệng thảo luận. Nhưng sau khi lợi dụng dư quan khóe mắt chú ý tới bóng dáng Lý Thừa Long, bởi vì kiên kỵ y thế của hắn, lời đến bên miệng liền ngừng lại. Toàn trường yên tĩnh, kéo dài hơn 10 hơi thở. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, Lý Thừa Long rốt cuộc mở miệng. Quái lạ, nhân vật như vậy nếu sinh ra ở trung vực, bản hòa ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng sinh ra ở trong đại tầng này, ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, đã nói lên Khương Đạo Huyền này nhất định là người mang truyền thừa bất phàm mong lễ nhớ mày, tự hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ thương ngô Khương Gia này chính là một nhánh phân mạch từ trong thế lực trung vực chảy ra, nhưng điều này cũng không đúng, ở trung vực, cũng không có thế lực cấp thánh nhân lấy Khương làm họ. Hay là nói, tổ tiên thương ngô Khương gia này từng sửa đổi dòng họ, Lý Thừa Long liếc qua, thuận miệng nói, nếu Khương đạo huyền này thực lực yếu kém, bản hoàng cũng không ngại phái người cướp đoạt truyền thừa, nhưng hôm nay, thực lực đối phương đã đại thành, so sánh với hắn, những chuyện này đều trở nên không quan trọng nữa. Nhớ lấy, nếu không có lệnh của bản hoàng, tuyệt đối không thể tùy tiện treo chọc đối phương, làm kẻ thù của bản hoàng, vừa dứt lời, mọi người vội vàng phù họa, chúng ta hiểu rõ, sau khi biết được thực lực chân chính của vị tộc trưởng Khương Gia này. Cho dù cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám đi treo chọc. Dù sao không có ai sẽ ngại mệnh của mình dài. Lý Thừa Long khoát tay áo. Ngay trước mặt mọi người, tiếp tục nói, bây giờ có bình chướng ở giữa ngũ vực, những tu sĩ trung vực thánh nhân và thiên nhân cảnh viên mãn kia còn chưa thể đặt chân đến đông vực chúng ta. Nhưng cuối cùng bình chướng không cách nào tồn tại vĩnh cửu, lấy tốc độ nghiền nát trước mắt đến xem, chỉ sợ không vượt qua 10 năm, liền sẽ không còn sót lại chút gì, một khi bình chướng hoàn toàn biến mất, các đại thánh địa xâm lấn bốn vực, chúng ta làm sao có thể phản kháng, cho dù gông xiền của quy tắc thiên địa không còn, quy năng lôi kiếp yếu bớt, chúng ta càng có hy vọng đột phá thánh nhân, nhưng vẫn thiếu một chút tích lũy nội tình. Cho nên, chỉ có thừa dịp thời gian bình chướng còn, triệt để thống nhất đông vực, chỉnh hợp tài nguyên, mới có thể hoàn thành tích lũy sau cùng, nhưng nếu muốn trong vòng 10 năm thâu tóm hai nhà khác, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta vẫn còn có chút không đủ nhưng nếu cộng thêm vị khương đạo huyền này vậy cũng chưa chắc ở đông vực ngoại trừ nguyệt hoa hoàng triều ra còn tồn tại hai đại thế lực xích viêm hoàng triều cùng đại tấn hoàng triều ngày bình thường giữa tam đại hoàng triều có nhiều xung đột thường xuyên bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà dẫn đến ra tay đánh nhau chính vì vậy lý thừa long mới càng thêm khát vọng có thể kéo vị cường giả cấp bậc hoàng chủ như khương đạo huyền đến cùng một trận doanh như thế nào là cấp hoàng chủ tức là giống như chủ của ba đại hoàng triều, có được chiến lực sánh vai với thánh nhân, sau đó, Lý Thừa Long lâm vào trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ ngắn mũi, nói với thừa tướng Mông Lễ, "Đợi qua một thời gian ngắn, ngươi thay bản hoàng đi thương ngô sơn bái phỏng vị tộc trưởng Khương gia này một phen, biểu đạt với hắn là bản hoàng cũng không có ác ý, chỉ có ý kết minh, để biểu thị thành ý, ngươi cẩn thận chọn lựa một ít lễ vật có thể lấy ra được ở trong bảo khố của bản hoàng, lại mang cử hoàng nữ đến, bưng trà rót nước thay cho vị tộc trưởng Khương gia này." làm thị nữ. Mông lễ chấp tay nói, bệ hạ thánh minh, như vậy Nguyệt Hoa ta nhất định có thể định ra quan hệ không tầm thường với thương ngô khương gia này. Nói xong, hắn yên lặng lui ra, chuẩn bị đi vào trong bảo khố hoàng tộc, chọn lựa lễ vật. Mắt thấy thừa tướng rời khỏi, một vị quan viên dáng người gầy yếu đi ra, quỳ xuống hành lễ nói, điện hạ. Thần có một việc bẩm báo, Lý Thừa Long khẽ gật đầu, chuyện gì, quan viên ngẩng đầu, trầm giọng nói, hiện nay, đại tràng vương triều và đại tần vương triều lại dấy lên binh qua hai nước hãm sâu vào chiến loạn làm cho dân chúng lầm than đã có không ít tu sĩ chạy nạn đến địa giới nguyệt hoa ta khẩn cầu chúng ta xuất binh tương trợ dẹp loạn chiến loạn theo ngài thấy dứt lời văn võ bá quan bốn phía đều thần sắc như thường cũng không có dị sắc trong mắt bọn họ từ đầu đến cuối chính nước chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi cho dù là có cường giả như khương đạo huyền xuất thế cũng vẫn không thay đổi được ấn tượng khắc cốt ghi tâm trong lòng bọn họ. Hiển nhiên Lý Thừa Long cũng nghĩ như vậy. Hắn thuận miệng nói, chuyện nội bộ cử quốc cứ giao cho bọn họ tự xử lý là được, Nguyệt Hoa ta không cần nhúng tay đối với hắn mà nói. Chỉ cần những tiểu quốc gia này ngoan ngoãn nghe lời, Thủy Trung Tôn Nguyệt Hoa Hoàng Triều làm chủ, Tôn Lý Thừa Long hắn làm chủ. Như vậy vô luận là ai trở thành chủ nhân Vương Triều, cũng không sao cả. Chút chuyện vặt như vậy, hắn lười để ý nghe vậy quan viên lập tức hiểu nên xử lý như thế nào thế là sau khi hắn cung kính cúi đầu chậm rãi lui ra hai mươi ngày sau theo nguyệt hoa hoàng triều khoanh tay đứng nhìn tranh đấu giữa đại càng vương triều và đại tần vương triều càng thêm kịch liệt mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ chết trên chiến trường sát khí ngút trời mà bởi vì đại càng trên dưới một lòng càng vương sớm đã đem lợi ích của triều đình cùng tất cả thế gia tông môn cột cùng một chỗ Thủy chung ở cùng một chiến tuyến, cho nên biểu hiện trên chiến trường rất tốt, cường giả liên tiếp xuất hiện, gần như là toàn bộ hành trình đè ép Vương Triều Đại Tần. Trái lại Vương Triều Đại Tần, bởi vì triều đình cùng tông môn thế gia không hợp, oán hận chất chứa đã lâu, thế như nước với lửa. Hơn nữa quốc sư Vũ Văn Phong mất tích, dẫn đến không cách nào áp chế thế gia tông môn bên trong. Càng đừng nói là để những thế lực này suốt người suốt lực trợ giúp tiền tuyến, thế là đại tần vương triều chỉ có thể không ngừng tiêu hao nội tình của bản thân cuối cùng trong trận chiến dịch này vương triều đại tần một cây chẳng chống vững nhà lại bị vương triều đại tràng đánh cho liên tục bại lui quân lính tan rã nhưng mà chuyện khiến tần vương cảm thấy bực mình còn xa xa không chỉ là chuyện này hắn ngạc nhiên phát hiện ngoại trừ không cách nào điều động tông môn và thế gia binh lính nào ra thì ngay cả binh lực của cửu củ phủ cũng không cách nào điều động được chính vị phủ chủ bao gồm cả phủ chủ đinh tuyên của thiên đô phủ khi đối mặt với mệnh lệnh điều binh của triều đình đều lựa chọn bằng mặt không bằng lòng án binh bất động đối mặt loại hành vi này tần vương có thể nói giận sôi lên dưới cơn giận dữ thậm chí còn giết liên tục hơn 10 vị hoạn quan cung nữ trút giận mà giờ khắc này trong tần vương cung Mắt thấy kim bài xuất chiến thứ 11 mình phát ra lại bị chính vị phủ chủ lấp liếm cho qua, làm như không thấy, tần vương giận tím mặt, đồ hỗn trướng quốc nạn lâm đầu, mỗi người đều là tự vệ như vậy, quả thực mua xuẩn đến cực điểm. Nếu như tần diệt, chẳng lẽ những phủ chủ các ngươi thật sự cho rằng có thể tiếp tục đạt được đại càng trọng dũng? Tức chết quả nhân, lồng ngực tần vương không ngừng phập phòng, bỗng nhiên phất tay, ném chén ngọc trong tay xuống đất, đập thành một đống mảnh vỡ, thấy tình hình này, văn võ bá quan bốn phía đều cúi đầu, không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặt. Từ khi đại càng phát binh, tính cách tần vương liền dần dần trở nên cực dễ nổi giận, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen với việc này mấy hơi thở sau tần vương miễn cưỡng hòa hoãn lại hắn liếc nhìn mọi người phía dưới một cái chỗ sâu trong con ngươi đều là âm độc ngoan lệ mấy tên hỗn trướng này chậm chạp không chịu xuất binh thì cũng thôi đi yến linh phủ vì sao lại không chịu xuất binh chính vị phủ chủ chưa từng xuất binh trợ giúp tiền tuyến phần lớn đều là phủ địa hạ đẳng do bọn họ quản lý tính trọng yếu của nó kém xa yến linh phủ là phủ thượng đẳng Thấy Tần Vương đặt câu hỏi, một vị quan viên đi ra, bẩm đại vương, theo ta xác minh, Yến Linh Phủ này cũng không phải là không muốn xuất binh, quả thật không cách nào xuất binh, Tần Vương nhướng mày, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đây là ý gì? Quan viên đầu tiên dùng khóe mắt liếc qua sắc mặt đại vương nhà mình, thấy cũng không quá mức dị thường, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, theo lời phó phủ chủ Yến Linh Phủ, từ mấy tháng trước, cố phủ chủ bị cố phủ chủ ép xuống chân núi. Thương Ngô Sơn, sau khi được người ta khiên ra, liền rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn bế tử quan. Một lần bế quan này, cho tới bây giờ còn chưa đi ra, hơn nữa cố phủ chủ tự hồ có chút lo lắng, chưa từng chủ động báo cho biết vị trí bế quan, dẫn đến chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào tìm được người của hắn. Cho nên, cho dù là phó phủ chủ có tâm phái binh trợ giúp tiền tuyến, nhưng không có binh phù của cố phủ chủ, cũng là hữu tâm vô lực nghe đến đó, hai mắt tần vương trừng trừng, tráng nổi gân xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Được được được, hay cho một cái bế quan." Vì không xuất lực, lại nghĩ ra lý do hoang đường như vậy. Ta thấy chức vị phủ chủ cố tranh này là nên chấm dứt, có chính vị phủ chủ trước đó làm ví dụ, hắn hiển nhiên đã không còn tin tưởng cố tranh là thật đang bế tử quan, mà là đương nhiên cho rằng đối phương là lợi dụng cái cớ này, lựa chọn tránh chiến. Vừa nghĩ tới trong 36 phủ, có tròn 10 phủ chủ lựa chọn án binh bất động, tránh mà không chiến lửa giận trong lòng tần vương liền thiêu đốt càng thêm tràn đầy đáng chết nếu đại tần ta có thể vượt qua kiếp nạn này nhất định phải để những tên vô liêm sĩ này trả giá đắt tần vương nắm chặt hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh móng tay đều đâm vào trong máu thịt nhưng bị lửa giận che mờ lý trí hắn căn bản không nhận thấy bất kỳ đau đớn nào sau đó tần vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người cách đó không xa hai người kia theo thứ tự là một vị nam tử khôi ngô thân khoác chiến giáp cùng với một vị thanh niên tư thế oai hùng bừng bừng trương ái khanh vũ văn ái khanh các ngươi có từng tìm được tung tích của quốc sư không mắt thấy tình huống càng thêm không ổn đã có điềm báo vong quốc hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người vũ văn phong mù mịt không có tin tức thấy tần vương đặt câu hỏi thân là ma long đại tướng trương long thở dài bẩm đại vương từ mấy tháng trước sư tôn đã không thấy tung tích ta từng an bài rất nhiều tai mắt trải rộng vương triều lớn nhỏ nhưng trải qua nhiều ngày cũng không có thu hoạch theo thần suy đoán có lẽ sư tôn đã sớm rời khỏi đại tần đi hướng tám nước còn lại hoặc là nguyệt hoa cũng nói không chừng vừa dứt lời vũ văn thừa thân là vô địch hầu ở bên cạnh liền phụ họa nói bây giờ đại tần ta gặp phải nguy nan như thế đúng là lúc cần phụ thân đại nhân nhất nhưng phụ thân đại nhân lúc rời khỏi chưa từng lưu lại bất cứ manh mối gì tựa như là không muốn có ai quấy rầy hắn cho nên ta cùng với sư huynh mặc dù là thử rất nhiều phương pháp liên hệ lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì nương theo hai người kẻ xứ người họa sắc mặt tần vương trong nháy mắt trở nên trắng bệch trong lòng nhịn không được hiện lên cảm giác tuyệt vọng cuối cùng cả người hắn vô lực ngồi phịch ở trên bảo tọa lạnh lẽo ngẩng đầu lên sững sờ xuất thần quốc sư chẳng lẽ ngay cả ngài cũng muốn vứt bỏ ta mà đi tần vương lộ vẻ bi phẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu hắn thật sự không rõ quốc sư phụ tá các đời đại tần đại vương vì sao lại ở lúc đại tần tồn vong chậm chạp không chịu hiện thân rõ ràng chiến sự giữa đại tần và đại tràng đã truyền khắp cửu quốc cho dù là nguyệt hoa hoàng triều cũng có nghe thấy nếu là đối phương hơi hỏi thăm liền có thể biết được đại tần nguy hiểm nhưng vì sao lại ủ thành tình huống bây giờ mà lúc này không riêng gì tần vương cảm thấy tuyệt vọng ngay cả tất cả văn võ bá quan phía dưới cũng đều như thế ai có thể ngờ được ở thời điểm đại tần cần quốc sư nhất đối phương lại sẽ đột nhiên biến mất như vậy trong đám người trương long thì cười lạnh nếu không phải mấy đời tần vương này mang giả tâm muốn thực thi trung ương tập quyền muốn đoạt lại tất cả quyền lợi phân cho tông môn thế gia làm sao sẽ tiếp thích bọn họ phản kháng do đó hình thành cảnh tượng một cây chẳng chống vững nhà bây giờ vũ văn thừa nhìn quanh bốn phía suy nghĩ không khỏi bay tới thương ngô sơn phụ thân bây giờ đại tần đã đến thời khắc tồn vong cũng không biết khi nào ngài mới có thể khôi phục chúng ta cần gấp ngài đến chủ trì đại cục nhớ lại lúc mình từng ở thương ngô sơn Nghe được phụ thân nói ngủ đông, Vũ Văn Thừa không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột. Ngủ đông là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay Đại Tần cũng sắp diệt vong, chẳng lẽ còn muốn để cho mình tiếp tục ngủ đông, Vũ Văn Thừa đỡ trán chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Phía trên bảo tọa. Tần Vương rốt cục lấy lại tinh thần. Giờ phút này, hai mắt hắn có chút đỏ lên, cả người nhìn qua đều giống như già nua hơn 10 tuổi. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn dùng hai tay chống tay viện bảo tọa gia nan đứng dậy chợt dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra nghe quả nhân hiệu lệnh kế tiếp cần không tiếc bất cứ giá nào tìm tung tích quốc sư cứu đại tần ta trong lúc nguy nan văn võ bá quan vội vàng phụ họa tuân mệnh tiếng nói vang lên không ngừng quanh quẩn trong điện tần vương giống như bị rút sạch tinh khí thần cả người tê liệt ngồi trên bảo tọa lạnh buốt cứng rắn hắn ta phất phất tay hữu khí vô lực nói tất cả đi xuống đi Mọi người cung kính cúi đầu, đang định quay người lui ra. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói cực kỳ không hòa hợp bỗng nhiên vang lên từ ngoài điện, "Ta đã đến nước này, đại vương không cần tìm nữa." Âm thanh như sấm rền, nổ vang trong lòng mọi người, làm quan viên đại tần vương đô, không có ai sẽ không cảm giác được sự xa lạ đối với giọng nói này, hắn là đám người cứng ngắc quay người, cùng nhau nhìn về phía bóng người ở cửa đại điện kia. Đó là một vị nam tử nho nhã đầu đội nón, mặt mang ý cười con người mọi người co rụt lại trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương người này rõ ràng là quốc sư đại tần biến mất mấy tháng vũ văn phong sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi trong lòng bọn họ bỗng nhiên hiện ra vô tận mừng rỡ chúng ta cung nên quốc sư hồi triều rất nhanh văn võ bá quan toàn trường đều quỳ xuống thăm viếng bọn họ trơ mắt nhìn về phía vũ văn phong vẻ lo lắng trong lòng nhanh chóng tản đi chỉ cần quốc sư trở về như vậy hết thảy đều còn dễ nói đại tần bọn họ còn có thể cứu, nương theo đám người lên tiếng. Tần vương còn ngồi liệt trên bảo tọa đứng bật dậy. Con người vốn ảm đạm bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, hắn vội vàng dùng hết sức lực toàn thân đi xuống cầu thang, đi đến trước người Vũ Văn Phong. Thân thể suy yếu khiến sắc mặt tần vương trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Hắn thở hổn hển nói, quốc sư, quả nhân trong ngóng sao trời, trong mong ánh trăng, rốt cuộc ma ngươi trở về rồi nha. Đại càng kia âm hiểm đến cực điểm, lại thừa dịp ngài không ở đây, lựa chọn phát binh toàn diện, bây giờ ngài đã trở về, nhất định có thể đánh lui cường địch. Sau khi nhìn thấy Vũ Văn Phong, tất cả bàn hoàng trong lòng Tần Vương đều tan thành mây khói, Vũ Văn Phong không để ý đến vẻ vui sướng trên mặt đối phương, chỉ trầm giọng nói: "Bệ hạ, ta bây giờ trở về, chỉ là một chuyện Tần Vương còn đắm chìm trong mừng rỡ, cũng không thèm để ý. Quốc sư chớ khách khí, còn xin nói thẳng." Vũ Văn Phong chấp tay nói: "Kính xin bệ hạ" thoái vị, vừa dứt lời, toàn trường đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, như gặp quỷ nhìn về phía Vũ Văn Phong. Không có ai sẽ nghĩ tới, sau khi cách mấy tháng, quốc sư trở về lần đầu tiên đối thoại, lại là lời nói ra kinh người như vậy, ý cười trên mặt Tần Vương trong nháy mắt động lại. Hắn ngây ngốc tại chỗ, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến khi một giọng nói trầm thấp từ chỗ sâu trong vương cung truyền đến, Vũ Văn Phong, mạng của ngươi, là ta triều tiên vương cho, hiện giờ, ngươi là muốn lấy quán trả ơn, đem cơ nghiệp mấy ngàn năm của đại tần ta, chấp tay nhường cho người ta. Trong phút chốc, một luồng khí tức cường đại quét sạch toàn trường, khiến cho tất cả văn võ bá quan rùng mình. Đợi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng người già nua đã xuất hiện trước mắt. Đó là một lão giả mặc áo gai, tóc hoa râm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tướng mạo của lão giả. Người nhậm chức ngắn trong triều còn chưa thể lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng mấy vị nguyên lão triều đại kia lại không giống vậy. Bọn họ vội vàng hành lễ quỳ lạy, chúng ta cung nên đông lâm công, lời vừa nói ra, văn võ bá quan vốn còn đang sững sờ đều sững sốt. Đông lâm công, bọn họ cũng không xa lạ gì với cái tên này. Người này chính là lão tổ vương thất đại tần, đã sống hơn ngàn tuổi. Thực lực mặc dù không bằng quốc sư Vũ Văn Phong, nhưng cũng là cường giả vạn tượng cảnh tầng 8, bước lên hàng ngũ cường giả nhất lưu của đại tần chỉ là nghe nói đối phương bắt đầu từ tần vương đời trước vì mưu cầu cơ duyên đột phá nguyên thần lựa chọn bế quan rất ít hành tẩu thế gian dẫn đến bọn họ những quan viên này đều là chỉ nghe tiếng không thấy người mà bây giờ bọn họ rốt cuộc may mắn gặp được nhân vật trong truyền thuyết này nghĩ đến đủ loại mọi người thi nhau học bộ dáng của mấy vị nguyên lão quỳ xuống thăm viếng mà nương theo đông lâm công xuất hiện Vũ Văn Phong vẫn thần sắc tự nhiên như cũ, treo gẹo nói, rốt cuộc đặt chân đến vạn tượng cảnh tầng chính rồi hả? Đông Lâm Công trầm giọng nói, hừ. Ta không có hứng thú tranh luận cùng ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay thật sự muốn để Tần Vương thoái vị, lại là một cổ uy áp quét ra, rốt cuộc đem Tần Vương bừng tỉnh. Thần sắc hắn phức tạp nhìn qua Vũ Văn Phong, dùng một loại ngữ khí không dám tin nói, chẳng lẽ, ngay cả quốc sư cũng đã đầu nhập vào đại càng, có đủ loại ví dụ trước đó, hắn theo bản năng liền cho rằng đối phương là đầu nhập đại càng. Nghe vậy, văn võ bá quan ở đây cũng đều đồng loạt hít sâu một hơi. Nếu quốc sư thật gia nhập dưới trướng đại càng, hy vọng cuối cùng cũng không còn, như vậy đại tần bọn họ còn có đường sống, thậm chí tin tức quốc sư đi theo địch một khi tiết lộ, còn có thể giao động lòng quân. Dù sao ở trong mắt vô số sĩ tốt đại tần, quốc sư chính là nhân vật như định hải thần châm. Ngay cả nhân vật như vậy cũng đi theo địch, đối với ý chí chiến đấu của bọn họ sẽ là đã kích mang tính hủy diệt mà lúc này dưới cái nhìn soi mói của bọn họ vũ văn phong cười cười không phải chuyến này thoái vị không quan hệ với đại càng kính xin bệ hạ thoái vị còn không đợi tần vương mở miệng liền nghe đông lâm công gầm thép một tiếng làm càng hay cho vũ văn phong ngươi quả nhiên người khác họ chung quy đều không đáng tin cậy còn may tiên vương sớm có đoán được lưu lại chuẩn bị ở sau nói xong Đông Lâm công vung tay lên, trong nháy mắt triệu ra một khối lệnh bài bằng ngọc, lơ lửng giữa không trung, lưu quan bốn phía, hắn nhìn về phía Vũ Văn Phong, trầm giọng nói, trong đó có lưu lại một tia chân linh của ngươi, Vũ Văn Phong, ngươi thật muốn tự tìm đường chết. Sau khi các tiền bối đại tần chú ý tới tư chất xuất sắc của Vũ Văn Phong, vì có thể khống chế đối phương tốt hơn. Khi Vũ Văn Phong còn chỉ có tu vi tiên thiên, liền cướp đoạt bộ phận chân linh, luyện chế pháp bảo. Một khi thôi động bí thuật, liền có thể làm đối phương thống khổ chịu thiên đao vạn quả nguyên nhân chính là như thế mới có thể chân chính yên tâm để vũ văn phong phụ tá các đời tần vương mà tấm lệnh bài này thì là bị người vương thất một mực nắm giữ nhìn lệnh bài trước mắt vũ văn phong không khỏi lộ vẻ hồi ức tự hồ là đã nghĩ đến chuyện rất lâu trước đó nhưng rất nhanh hắn liền hòa hoãn lại ta có thể có thành tựu như bây giờ quả thật có một bộ phận quan hệ với tiên vương nhưng ta giúp đại tần phát triển hơn ngàn năm, đã là trả lại những ân tình này. Bây giờ, mặc dù ta rời khỏi, không để bệ hạ thoái vị, chỉ dựa vào sức của đại tần, loạn trong giặc ngoài, sao có thể chống lại đại càng. Không bao lâu nữa, chỉ có kết cục hủy diệt bây giờ đến đây, cũng là vì báo đáp ân tình cuối cùng, tìm một nơi tốt cho đại tần. Trước khi ta rời khỏi, chủ ta từng nói, nếu đại tần nguyện hàng, nguyện đối xử tử tế với vương thất, tuyệt không giết một người. Đông Lâm công lông mày dựng thẳng, giận tím mặt, bảo đại tần ta hàng, đối xử tử tế với vương thất. Ha ha, khẩu khí thật lớn, người đại tần ta, chỉ có đứng chết, không có quỳ sống, tình nguyện tử chiến, cũng tuyệt không lui về phía sau, vừa dứt lời, đang muốn thi triển bí thuật, thôi động lệnh bài. Nhưng vào lúc này, tần vương cưỡng chế lửa giận. Hắn đưa tay ngăn trở Đông Lâm công, nhẫn nại hỏi, ta chỉ muốn hỏi, chủ mới trong miệng quốc sư là người như thế nào, bây giờ, hắn hết sức tò mò chủ mới của đối phương là ai cũng dám nói khoác không biết ngượng nói là tìm nơi tốt cho đại tần dưới ánh mắt chăm chú của mọi người vũ văn phong dùng một loại giọng điệu cực kỳ bình thản nói chủ nhân thương ngô thương hội khương sơn ầm đất bằng nổi lên một tiếng sấm người toàn trường đều lộ vẻ ngạc nhiên nếu là mấy tháng trước có lẽ còn không có người biết được thương ngô thương hội nhưng đặt ở bây giờ thương ngô khương gia không ngừng cường đại thương ngô thương hội sớm đã là mọi người đều biết càng khiến bọn hắn nghĩ kỹ lại thì thương ngô khương gia sau lưng hắn là vị khương tộc trưởng hoành áp đương thời kia phải biết rằng trong những ngày qua có không ít thế lực thiên nhân phái người từ nguyệt hoa rời khỏi đi tới đại tần cho nên để bọn họ biết được sự tích huy hoàng của vị tộc trưởng khương gia này khương tộc trưởng vậy mà sẽ cảm thấy hứng thú đối với đại tần mọi người hai mặt nhìn nhau tất cả đều cảm thấy cực kỳ không dám tin dù sao theo bọn hắn nghĩ thương ngô khương gia từ khi cuộc khởi đến bây giờ gần như chưa từng hỏi qua chuyện thế tục. Nhưng hôm nay, vì sao lại thay đổi suy nghĩ, mọi người cảm thấy không rõ. Mà lúc này, Đông Lâm Công cùng Tần Vương vốn đang phẫn nộ không thôi giống như bị dội một chậu nước lạnh, lửa giận dập tắt, trong lòng lạnh buốt. Hai chân Tần Vương như nhũn ra, lão đảo mấy bước, trước mắt bao người đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn tràn ngập kinh hãi, trong miệng không ngừng nỉ non, thương ngô thương hội, thương ngô khương gia, điều này sao có thể, sao bọn họ có thể nhúng tay vào điều này không nên a à đầu óc tần vương ông ông rung động lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh đông lâm công bên cạnh cũng buông thõng tay lệnh bài vốn lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt ảm đạm rơi xuống mặt đất truyền ra một tiếng vang thanh thúy sắc mặt hắn phức tạp dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn về phía vũ văn phong người cái tên này có thể kết nối với khương gia chuyện cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết được lực lượng của vũ văn phong ở đâu đây chính là thương ngô khương gia a gia tộc có chí cường giả đương thời tọa trấn có thế lực như vậy làm chỗ dựa đừng nói là đại tần cùng đại càng cho dù cục toàn bộ chín nước lại với nhau cũng hoàn toàn không đủ đánh hiểu rõ ở trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả phản kháng đều là tốn công vô ích đông lâm công chậm rãi đứng dậy nhặt lệnh bài lên nắm trong tay hắn hít sâu một hơi nói với vũ văn phong lời nói là thật cho dù là đã nghe qua một lần từ trong miệng đối phương nhưng hắn vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Dù sao việc này thật sự vô cùng trọng yếu. Vũ Văn Phong gật gật đầu, duỗi tay phải ra, lấy thư Ngô lệnh ra, cầm đến trước người, để mọi người nhìn qua. Đây là thư Ngô lệnh, chắc hẳn đủ để chứng minh lời ta vừa nói, câu nào cũng là thật, tuyệt đối không nói dối, Đông Lâm công quan sát tỉ mỉ vài lần. Bí mật nắm giữ Huyền Thủy vệ, thông qua con đường tin tức, hắn tự nhiên biết rõ hình thức của thư Ngô lệnh trải qua một phen quan sát so sánh hắn không thể từ đó phát hiện khác thường hiển nhiên khối thương ngô lệnh này là thật mà lấy uy thế như mặt trời ban trưa của khương gia thương ngô đến xem cũng sẽ không có thế lực ngốc nghếch mô phỏng thương ngô lệnh giả mạo thân phận thế là đông lâm công giống như là đã nhận mệnh chậm rãi nhắm hai mắt lại vung tay lên ném lệnh bài chứa chân linh ra ngoài thôi xin chuyển đạt hy vọng khương sơn hội trưởng đối xử tử tế với con dân đại tần ta đại tần diệt vong đã thành kết cục đã định đây là đại thế không người có thể thay đổi nếu muốn bảo vệ vương thất nhất tộc bình an chỉ có thuận thế mà làm vũ văn phong khẽ gật đầu trầm giọng nói đại tần chung quy là ta từng bước một nhìn tới ta tự nhiên không thể ngồi vững những con dân này diệt vong khương sơn hội trưởng lòng mang thương sinh muốn thống nhất thiên hạ nghiệp lớn con dân nơi này không chỉ là con dân đại tần cũng là con dân của hắn thậm chí tất cả con dân cử quốc cũng như thế hắn tự nhiên sẽ đối xử tử tế để bọn họ có ngày tháng tốt đẹp mà mình tha thiết ước mơ lời vừa nói dứt đông lâm công thần sắc cảm đạm không nhiều lời nữa lập tức quay người rời đi theo bóng dáng đông lâm công dần dần biến mất ở trong mắt mọi người tần vương chống hai tay xuống đất gian nan đứng dậy hắn chậm rãi thay đầu nhìn về phía vũ văn phong giống như là dùng hết tất cả khí lực trầm giọng nói đợi quả nhân thoái vị, khương hội trưởng bên kia lại đối đãi đại càng như thế nào? vũ văn phong không chút do dự thốt ra lời trong lòng thuận chủ ta thì sống, chống chủ ta thì chết. nếu đại càng không hàng, chắc chắn sẽ nên đón hủy diệt. vừa dứt lời, quanh một luồng khí tức vô cùng cường đại lấy vũ văn phong làm trung tâm cuồn cuộn tỏa ra bốn phía bao phủ tất cả mọi người. trong chốc lát, mỗi người đều có thể cảm giác được toàn thân trầm xuống loại áp lực cực kỳ khủng bố kia khiến bọn hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi toàn bộ thân hình không ngừng rung rẩy, rất nhanh đã có người không chịu nổi áp lực, hai chân như nhũn ra, là người đầu tiên quỳ xuống. Ngay sau đó, giống như là dẫn phát phản ứng dây chuyền, liên tiếp có người quỳ xuống. rầm rầm rầm, âm thanh va chạm nặng nề liên tiếp vang lên. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả văn võ bá quan đều quỳ rạp xuống đất. Về phần trương long cùng vũ văn thừa, dưới sự khống chế hết sức của vũ văn phong, không cần phải chịu uy áp ngập trời này bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là bản năng cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vũ Văn Thừa vội vàng chắp tay hành lễ nói: "Hài Nhi ở đây, chúc mừng phụ thân đại nhân đạt đến nguyên thần cảnh." Lời vừa nói ra, khiến cho toàn trường đều kinh ngạc, Vũ Văn Phong, hắn đột phá nguyên thần cảnh, hô hấp của mọi người trì trệ. Phải biết đây chính là nguyên thần cảnh, là đại tu sĩ có thể tung hoành cửu quốc đại địa, được vô số tu sĩ tôn xưng là đại năng, ai có thể nghĩ tới, chỉ mấy tháng không gặp vũ văn phong đã thu được cơ duyên tạo hóa như vậy nhưng rất nhanh sau khi nghĩ đến thương ngô khương gia sau lưng đối phương mọi người lại cảm thấy vô cùng hợp lý đối với cửu quốc tu sĩ nguyên thần cảnh đã là truyền thuyết đương thời nhưng trong mắt vị tộc trưởng khương gia có thể dễ dàng hủy diệt dược vương cốc này lại không phải như thế thậm chí không khoa trương chút nào cho dù chỉ là tùy tiện chảy ra chút gì đó từ kẻ tay của đối phương cũng đủ để trợ giúp vũ văn phong đột phá nguyên thần mà lúc này thần sắc tần vương càng thêm ảm đạm, thân thể cũng trở nên càng thêm kiều diễm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.